Cậu nói đi, trong đó có những gì? Dạ, nhà cậu Lâm thì cũng cơ bản, bố mẹ thì đều đã về hưu cả. Còn anh trai cậu Lâm trước kia là buôn bán sim thẻ, gần đây có đầu tư bất động sản và nhà đất. Nhìn chung thì gia đình cậu Lâm cũng cơ bản hiền lành. Cậu Lâm là người có học nhất nhà, có năng lực và có chí tiến thủ ạ. Năng lực lớn nhất của cậu ấy là dám đến với con gái của tôi. Còn cô Ái Phi thì sao? Dạ, gia thế nhà cô Ái Phi này và nhà chồng đều có số có má. Cách đây mấy năm, cậu Lâm có mua trả góp một căn nhà tập thể của cô Ái Phi với giá rẻ. Gần đây, cô này mới ly hôn và vừa ra nước ngoài ạ. Cô ta có liên quan gì đến nhà Đặng Giới không? Cô Ái Phi này là con gái lớn của nhà Đặng Giới ạ. Thảo nào, không biết thằng Oát kia nắm được những gì nữa. Dạ. Còn cô Tâm thì sao? Dạ thưa chủ tịch, còn trường hợp cô Tâm này thì càng tìm hiểu kỹ lại càng thấy bất ngờ. Cứ bóc hết lớp này thì lại ra ngay một lớp khác ạ. Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp. Tôi đã bảo là tôi sẽ cố gắng thu xếp. Cái gì cũng cần phải có thời gian chứ. Nhìn cái mặt đi chơi về kìa, ghét quá. Em có quà cho nhà mình đấy. Rồi rồi, chị xin nhá. Em lên Hà Giang cũng tranh thủ ghé thăm được mấy trung tâm ở trên đấy. Mọi người hỏi thăm chị nhiều lắm ý. Tiếc quá, chị bận không đi được. Lu bù mệt mỏi quá. Sao thế hả chị? Thì vẫn là việc vận động gây quỹ cho trung tâm bảo trợ Xuân Hồng ấy. Kinh tế khó khăn, nhiều nhà bảo trợ cắt giảm tài chính, thành ra các trung tâm rất khó khăn trong việc vận hành. Chị cũng đang rất cố gắng đây này. Sợ tài chính không đủ, trung tâm có thể sẽ bị giải thể đấy. Khi ấy bọn trẻ sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hay là để em xuống trung tâm làm một loạt bài về nguy cơ rồi mình vận động gây quỹ được không chị nhỉ? Chị em mình mỗi người một chân một tay, làm được gì thì làm nhá. Em cứ tiến hành đi, có gì thì bảo chị nhá. Dạ vâng. Alo ạ. Dương à, con giận bố không? Bố cứ sợ là con không nghe máy. Bác gọi có chuyện gì ạ? À, bố có chuyện muốn nói trực tiếp với con. Cháu đang không ở thành phố đâu ạ. Con đang ở đâu? Cháu đang ở một trung tâm bảo trợ xã hội. Đáng lẽ ra giai đoạn này con phải tập trung vào làm luận án hoặc là học thêm ngoại ngữ. Đừng làm những cái việc vô bổ ấy. Cháu tự biết việc gì là cần thiết bác ạ. Dương này, có thể là con không tin bố, nhưng con hãy tin vào kinh nghiệm của bố. Những việc con đang làm hay là những người con đang quan hệ đều không ổn. Nếu lần sau bác gọi về những việc như thế này nữa thì cháu nghĩ là không cần thiết đâu ạ. Cháu không muốn nghe ạ. Liệu chị có xoay được đủ tiền không?